ngọn gió thiền môn cuốn bụi hồng lỡ danh hai chữ mắt lỡ trong Ờ, sư huynh, hôm nay mình đi lễ, mình cảm nhận lễ năm nay thầy thấy sao huynh? Đông không? Rất là đông nhộn nhịp, cũng là độ đông dồn nhộn nhịp, cũng là phấn khởi. Mình biết cái lễ này xuất phát từ đâu không sư huynh? Thì thời của Đức Phật thầy Tây An Viên Tịch tới giờ thì mới là xuất phát đó. Dạ vậy đó ha, đây là ngày Viên Tịch của Đức Phật thầy Tây An. À. Mình nhìn đi mình thấy có nhiều gian hàng miễn phí vậy đó. Ở sao mà ta không bán mà ta để lại miễn phí không hả sư huynh? Đó gian hàng người ta là không bán để miễn phí là người ta từ thiện. Yeah. Như người ta có tâm mà người ta từ thiện cho các bà con người ta ăn uống. Yeah. Thưa quý vị, thì đây là bà con ở khu ở trong Đại Bánh Xèo, bà con đổ rất là cực khổ vậy. Nắng tiết trời oi bức nhưng mà vẫn không ngại sự khó khăn, vẫn tiếp tục đổ cho quý vị mình, cho quan khách đến đây để mà dùng cái gì. Ở phía trước quý vị thấy bà con đến dùng cũng rất là đông. Ngọc Tâm thân ái kính chào toàn thể quý vị. Thì hiện giờ thì Ngọc Tâm cũng đang vào cái buổi lễ ngày 12 tháng 8 đó quý vị. Thì buổi sáng thì Ngọc Tâm thấy cũng rất là đông lòng đạo đến, thì xe cộ thì quý vị nhìn thấy phía trước mặt thì cũng chặn một khúc đường. Giờ này thì Ngọc Tâm tiến vào bên trong để xem qua cái buổi lễ như thế nào ha quý vị. Thì Ngọc Tâm mời quý vị cùng đồng hành với Ngọc Tâm. Đây là cái buổi lễ rất quan trọng trong năm. Đây là ngày vía của Đức Phật thầy Tây An. Khắp nơi không ngại đường xá xa xôi, rồi tuy là trời cũng sắp chuyển mưa nhưng bà con vẫn nhiệt tình trở về đây để cúng vía trong ngày đại lễ ha quý vị. Giờ này Ngọc Tâm mời quý vị cùng vào bên trong ha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, thì giờ này thì trên đường đi vào trong đình thì cũng có những gian hàng để nước miễn phí ở dọc đường luôn đó quý vị. Chưa tới đỉnh cũng bà con đang tiếp đãi cho nước miễn phí. Sáng giờ cho nhiều không cô? Dạ cũng một xe đó. Vậy đó hả? Dạ. Xe đó luôn đó hả? Dạ. Quá nhiều. Đoàn mình ở đâu cô? Dạ ở mà cảnh sát xin xe đi vô. Dạ, chợ Kinh Bảy. Dạ xin chị ha. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nghe thay mặt đồng đạo, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, có rất nhiều cái gian hàng buôn bán nhưng mà đặc biệt là những gian hàng miễn phí đó vậy, rất là nhiều luôn. Thì phía đối diện của Ngọc Tâm là quán chai tự chọn miễn phí. Dạ, đồng đạo đến đây dùng rất là nhiều trong cái ngày lễ. Tâm là về bên trong hay gì để xem qua cái buổi lễ đang hoạt động như thế nào. Đây là nơi cấp phát bánh bao miễn phí hay gì? Bánh bao miễn phí. Ừ.
quý vị, đây là cái quang cảnh tiếp sân đình Thái Sơn. Thì bà con thì chuyến ba điểm, thì điểm đầu tiên là điểm đình đó, thì ở ngoài đi vô thì có những bức tranh đó là ông tăng chủ đó, vậy ông tăng chủ giải cứu cho con cọp bị mất xương, cho nên sau khi mà chữa bệnh cọp xong thì ông hổ với khổng con heo rừng về để tạ ơn cho ông tăng chủ. Đây là ông tăng chủ và ông đình Tây là cai quản cái khu này, vậy đây là ông đình Tây, đây là ông nuôi ông Nam Chèo. Hai ông này thì một trong 212 vị đại đệ tử của Đức Phật Thầy Tây An. Phía trước là cái hồ nuôi ông Nam Chèo quý vị. Giờ này thì tiến hành cái buổi lễ thì ngày 12 tháng 8 hàng năm hay gì. Nơi đây thì có rất nhiều bà con ở phương xa tới. Đây là cái hồ nuôi Nam Chèo. Đây là cái mô hình để làm cái khu hay di tích để lưu trữ lại những cái kỷ niệm mà ngày xưa ông đình Tây nuôi Nam Chèo nó vậy. Công trình đang tiến hành làm, quang cảnh rất là đẹp. Nhưng mà cái công trình chưa có làm hoàn thành nó vậy, công trình kéo dài rất là lâu rồi. Cái dự án này lên cái vạch gà kích thước cái mô hình là cao 8m, dài 52m, rộng 7m3, chất lượng bê tông cốt thép, tổng mức đầu tư là tới 14 tỷ 200 nghìn. Cái đầu cũng cao tới 14m, quá cao. Nếu mà công trình này làm xong là quá đẹp quá vậy. Thưa quý vị, thì hiện giờ thì ngoài lộ ở trước sân chùa, hiện giờ bà con đang tới lui tấp nập rất là đông. Đây là những đồng đạo đồng hương của Ngọc Tâm ở dưới Hồng Môn theo gì như là đồng đạo Phước, đây là đồng đạo Cường, đây là đồng đạo Tiếp. Kính thưa quý vị, thì giờ này thì ở trước cửa chùa Thái Sơn thì Ngọc Tâm thấy có gian hàng cho nước miễn phí, thì vừa phát hiện giọng đọc của chị cho nước rất là hay. Vì vậy hôm nay Ngọc Tâm trở lại để kêu chị đọc thêm một đoạn nữa cho quý vị mình nghe. Cái giọng đọc rất là ngọt ngào của cái vị mặc áo bình thường cho nước hay quý vị. Vậy mời chị đọc lại một đoạn cho bà con nghe hết quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngọn gió thiền môn cuốn bụi hồng lỡ danh hai chữ
Tỉnh ngộ đã nghe lời Phật thuyết, thoát mê suy niệm lẽ quyền thâm, mạo chân bước đến lòng qua hồi chầu Phật quà vui cõi đài đông. Nam mô A Di Đà. À, đây là cái vị phát nước miễn phí thôi mà có dòng đọc rất là tuyệt vời quý vị. Dạ dạ chào chú. Dạ chú đi lễ vậy đó hả? Mình thấy cảm nhận buổi lễ năm nay sao rồi, đông không? Ừ, đông, hôm nay vui lắm, vui quá là con lễ ăn uống đầy đủ. Dạ, có quý ha, đặc biệt là quý vị này nè. Chú dẫn chú bà con ở miền Bắc luôn. Dạ, miền Bắc luôn hả? Ừ, miền Bắc vô tới đây vô. Từ miền Bắc mà vô đây để dự ngày lễ đúng không thầy quý vị? Rất là quý. Ở miền Bắc mà vô thấy trong đây đãi miễn phí rồi mình thấy hoàn cảnh sao? Ta quá hoan hồn vậy đó. Vậy đó hả? Không về vậy ngày xưa em nói ông ngoài miền Bắc ta đâu có tin. Dạ. Ta nói về nhà nước chưa làm được, nói gì mình làm nhưng không ngờ. Dạ. Phật giáo của hảo quá hay quá, giúp thầy ra quá tốt. Dạ. Còn cái gì nên thầy nó thấp thế giới đó. Chúc chú ly dây hòa hảo ha. Dạ. Rồi chúc chú nhiều sức khỏe ha, đi lễ vui vẻ trong cái hai ngày lễ này chú. Để mình quảng bá cho không ngoài ngoài miền Bắc mà còn nước ngoài nữa ta xem cái lễ mình. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Rồi cảm ơn chị rất nhiều nha. Rồi ơi chị phát nước miễn phí độc giảng quá hay. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi sư huynh, hôm nay mình đi lễ, mình cảm nhận lễ năm nay thầy thấy sao huynh? Đông không? Rất là đông nhộn nhịp. Yeah. Cũng độ đông dồn nhộn nhịp cũng phấn khởi. Yeah. Anh biết cái lễ này xuất phát từ đâu không sư huynh? Xuất phát từ hồi thời của Đức Phật thầy Tây An Viên Tịch tới giờ thì mới là xuất phát đó. Dạ vậy đó ha, đây là ngày Viên Tịch của Đức Phật thầy Tây An. À. Mình nhìn đi mình thấy có nhiều gian hàng miễn phí vậy đó. Ở sao mà ta không bán mà ta để lại miễn phí không hả sư huynh? Đó gian hàng người ta là không bán để miễn phí là người ta từ thiện. Yeah. Như người ta có tâm mà người ta từ thiện cho các bà con người ta ăn uống. Yeah. Ở đâu rồi? Thì cái tinh thần cao cả quá sư huynh, ở đây rất là đặc biệt cho ảnh hưởng cái người thầy giỏi á, dạy tử mới được vậy đó. Chứ nếu mà thầy giỏi giỏi dạy tử không được vậy đó sư huynh. Rồi chúc sư huynh đi lễ nhiều sức khỏe ha. À. Vui vẻ trong mấy ngày lễ và tinh tấn tu hành cho đến ngày giải thoát nha sư huynh. Dạ. Mô Phật. Đà Phật. Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì giờ này thì Học Tâm đi ở chùa Thới Sơn để viếng lại cái ngày 12 tháng 8. Thì nhân đây có gặp cô Sáu Sáu Mớp. Cô này thì có giọng đọc quanh vàng rất là ngọt ngào. Vậy giờ này Học Tâm mời quý vị cùng lắng nghe lại lời cho Ngọc Đức Thầy trong cái nhân cái ngày đại lễ của ngày vía Đức Phật thầy Tây An ha quý vị. Thì trân trọng kính mời quý vị, cô Sáu đọc lại một đoạn nha cô Sáu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 8, cũng là ngày lễ Đức thầy Tây An. Chúng con có đủ duyên trở về đây. Con xin đọc một bài thấm thi của tổ thầy. Thức tỉnh một nữ tín đồ Bắc Liêu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chốt đã quy giữa Phật đài, nguyện rằng đệ tử rước chân ai, mong nhờ đúc
huệ soi đường tôi, chớ nhiễm nghiệp phiền chớ đắm say. Đắm say một phút coi lành xa, sớm tình gì tâm giống ma quỷ tà. Dội gót theo thầy nương Phật cành vui dày, xem hồi hỏi lòng qua lòng qua tiếng Phật ca đáo ta mà lừa lọc con lành dị quỷ ma. Nếu mãi mãi mang ngồi tục cá lệ linh hồn chìm đắm chốn đây hà, lòng thầy chúa xót ruột thầy đau, nghe được lời khuyên tình giới nào kiếm vệ dứt xong rồi qua bao, lo gì cửa Phật chẳng ghen vào. Cuộc trần ơi quá khổ, trường đó đen là cho nhút cá nhân, biết bao người vì nó phải bơ vơ, sự nghiệp hết gia đình tan nát. Sớm tình ngộ lên đường dài thoát, lạnh xa trường đổ bắt ra chớ che chân. Nếu lỡ cơ mua tàu cực nợ lần khấn chẳng dứt, chỉ bằng quý y thì khá làm y, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn cô Sáu rất nhiều ha. Chúc cô nhiều sức khỏe để đi trong cái chuyến lễ được vui vẻ hay cô. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. À, đây là trên đường xuống chạy ruộng ha chị, thì có đoàn bánh xèo từ thiện nhà cơm Hữu Duyên. Đây là cái tổ bánh xèo rất là nhiều năm mà rất nhiều cuộc lễ mà Ngọc Tâm đã từng thấy. Ngày này Ngọc Tâm mời quý vị vào trong để xem qua cái cách đổ bánh xèo như thế nào và tiếp đãi bà con. Thì nơi đây thì dùng xuống chạy ruộng thì nó hơi thưa khách, nhưng mà bà con vẫn tiếp đãi trong cái lúc trời nắng oi bức như thế này đó quý vị, thì rất là quý. Thưa quý vị, thì hiện giờ thì buổi trưa trời rất là nắng, nhưng mà đồng đạo vì cái tinh thần cũng cố mà đổ một người vậy là cái chục cháo đó vậy, rất là nóng luôn. Tâm đứng đây thấy cái khung cảnh ở đây thiết thì gần mà lửa thì nó lên rất là nóng vậy. Rồi sáng giờ đổ nhiêu chảo rồi, biết nổi không? Mười chảo rồi đó. Mấy quá tàn, cái này nắng rồi nè, nóng quá mà cực quá cực. 60 giờ chảo. Ba ngày. Ở nhà sáng giờ mấy chảo chảo rồi. Dễ gì nhớ nổi. Đây là những buôn bánh xèo được bà con đổ để mà tiếp đãi miễn phí cho bà con người phương xa trở lại đó vậy.
Vậy đoạn này ở đâu mình đổ hả chị? Phú Hiệp. Phú Hiệp hả? Ờ, Phú Hiệp, Út Vít Phú Hiệp. Vậy đó hả? Ờ, sát vào ba bao rồi đó. Dữ vậy đó hả? Quá nhiều rồi. Dạ. Ờ, với cô, với cháu cực quá cực. Nãy giờ vô thấy cực quá không dám ăn luôn đó. Không có đâu. Nhưng sao mà ông như bà chiên á, bắt ra nè. Dạ. Rồi là có em ăn nó có cho đại em ơi. Vậy đó hả? Ừ. Rồi, quá ngon rồi. Đây là cái niềm vui chung ha, chỉ có tinh thần đạo mới làm được gì đó chứ. Dạ. Rồi chúc nhiều sức khỏe ha, để phục vụ trong ngày lễ được tốt đẹp. Rồi, cảm ơn luôn. Dạ. Ăn thử bánh kẹo đi. Dạ được rồi, no quá rồi. Ngày mấy sao đều hãy qua từ bữa mùng 1 vô tới bữa nay đi. Vậy đó hả? Từ bữa mùng 1 tới bữa nay. Dạ quá nhiều quá chị. Dạ. À, đây là những bánh xèo miễn phí để cho bà con phương xa trở lại. Hiểu quý cô nè, lớn tuổi không? Nhớ tuổi rồi. Dạ con 12 tuổi. 12 tuổi mà giỏi quá rồi. Ừ. Con ở Cần Thơ lên. Dạ. Rồi, chúc con nhớ nhớ. Dạ. Con. Dạ. Dạ. Dạ được rồi coi. Chú. Dạ. Thưa vị thì trên đường chùa xuống chơi ruộng, Ngọc Tâm cũng thấy tuy là vắng nhà nhưng mà cũng có cái gian hàng miễn phí của đồng đạo vậy. À, cho nước miễn phí luôn. Còn quê ở đây hả chị? Cho nước miễn phí hả? Cho lâu chưa? Nước thì của con hả? Sáng giờ nhà đây hả sư huynh? Dạ. Cho nước luôn ha. Trời có lý quá. Thưa quý vị thì giờ này thì cũng đã buổi chiều của lễ nhưng mà đồng đạo đến cũng rất là đông. Đây là cái trước cửa của Phước Điện Tự quý vị. Thì hôm qua Ngọc Tâm có quay buổi lễ rất là đông cho quý vị mình xem rồi. Bữa nay là lễ chính lễ. Giờ thì đồng đạo cũng tới lui để mà cúng giếng. Thì quý vị thấy trời cũng đang sắp đổ mưa hay vậy. Nhưng mà tinh thần đạo thì vẫn đang tỏ khắp nơi. Bà con cũng đang trở về để mà cúng trong cái ngày giỗ, ngày vía của Đức Phật Thầy Tây An. Thì hiện giờ thì không những ở chạy ruộng hoặc là Phước Điền hoặc là chùa Thái Sơn thì có rất nhiều chỗ để mà làm cái lễ vía của Đức Phật Thầy Tây An là Dương Tịch ngày 12 tháng 8 đó vậy. Năm Bính Thìn, gọi là tịch ư Bính Thìn Niên đó. Thì khắp nơi tổ chức có rất nhiều chỗ như ở Sáu Môn, Lâm Kiến, làng Tòng Sơn, đó là cái gốc ngày xuất hiện. Và nơi đây thì nơi khai quang mở ruộng để cho bà con có cái cuộc sống ổn định. Rồi sau đó ngài về ở Viên Tịch và sau đó ngài mộ phần mộ của ngài chôn cất tại núi Sam đối diện với bà chủ xứ đó quý vị. Đó là chùa Tây An. Bây giờ thì bà con ra bên trong cũng rất là đông thôi quý vị. Thưa quý vị thì hiện giờ thì quý vị nếu mà có đi Phước Điền chạy ruộng thì không thể bỏ qua cây dừa, cây da chứ, cây da rất là đặc biệt quý vị. Quý vị thấy cây da này giống cái nhà không? Ở trong xung quanh thì đường như cái nơm vậy đó, ở bên trong thì rất là bông. À, quý vị thấy bên trong rất là đẹp thưa quý vị. Thì ở đây thì nghe nói lúc trước thì có ai nói mặt lộ mặt người nè. Nghe nói đây chắc nhân tạo quá vậy ơi. Nó đục ta làm thêm đó. À, đặc biệt là quý vị nhìn ở dưới nhìn lên nè. Nó giống cái đường cái nơm mà cái bội đó vậy.
ha. Quý vị thấy rất là đặc biệt cái da này mà mình đi chảnh nhẵn được luôn. Để Ngọc Tâm quay cho quý vị mình xem. Đây để Ngọc Tâm kiếm cái chỗ lên, leo lên trên. Đây là mình lên trên thấy vậy. Đây là cái da rất là đặc biệt. Đây là phía dưới cái da nè quý vị. Thì xung quanh cái cây da này quý vị nhìn ở phía trên ha, rất là đẹp, giống cái nơm, cái bội úp gì đó. Đây là tạo quá thiên nhiên là cái da này không có tay nào mà làm được cái da quý vị. Nó rất là ngộ. Thì hiện giờ thì trước cửa sân chùa thì bà con cũng đang tập trung lại rất là đông. Đây là cái lễ lớn nhất ở vùng Thác Sơn quý vị. Thì quý vị được biết thì Đức Phật Thầy có cái công hoằng truyền chánh pháp để đưa con người về cái chỗ mê trở về bất giác, đi giải thoát. Cho nên cái tầm ảnh hưởng của ông rất là lớn trong cái nền đạo giáo Hòa Hảo cũng như Bửu Sơn Kỳ Hương. Thì hàng năm thì đến ngày vía viên tịch của ông thì đồng đạo đến đây để cúng và giếng và đẩy những cái phần thức ăn miễn phí cho bà con rất là nhiều. Quý vị nhìn thấy da rất là đặc biệt hả quý vị, có 102 luôn hả quý vị. Nó đường xen kẽ nhau giống như cái nơm, rất là màu nhiệm ha. Phía dưới thì bà con cũng đang chuẩn bị, đang làm lễ để trong cái ngày viên tịch của Đức Phật Thầy Tây An. Này là da có 102 mà ở trước cửa phước điền tự còn ở chạy buồn đó vậy. Dạ mình đi bình thường luôn, trên đây thì có rất nhiều rễ cây giống cái nơm, leo lên leo xuống bình thường thôi vậy. Có những cái giống người ta đương gì đó đẹp. Đây là cái phía trước chân chùa. Thì quý vị mình thấy bà con đồng đạo rất là đông tập trung trước sân để mà cúng lại. Ở bên ngoài thì vẫn tiến vào để dự cái ngày lễ 12 tháng 8 hàng năm. Thì giờ này trời cũng đang mưa thì đồng đạo cũng đang tiến vào bên trong để tìm nơi trú ẩn vì cái lượng khách rất là đông. Nếu mà mưa thì sự nghỉ ngơi cũng như ngủ qua đêm rất là khó khăn thưa quý vị. Bây giờ này thì mong ra phía trước để quay lại cái cảnh cái nơi mà thầy làm cái hồ để mà rồi để lại hiện giờ thì người ta gọi là cái giếng của Phật rồi tiên. Được biết cái giếng này thì có rất nhiều người tin tưởng để mà múc nước để dùng thì sẽ được hết bệnh hoặc là mạnh khỏe đó gì. Đó, chào. Giờ này thì tâm trời mà chỉ mưa rất là lớn, gió cũng nhiều. Đây là cái giếng này quý vị, cái giếng của Đức Phật Thầy để lại để ngày hôm nay, còn lưu lại tới ngày hôm nay là trăm mấy chục năm rồi đó quý vị. Giếng tiền nha quý vị. Bà con đang đến để múc nước để dùng. Sâu quá sâu. Tới hù không thấy gì.
xung quanh thì trống lên trên luôn ha vậy. Thì quý vị mình chứng kiến quý vị thì những vị ta cho nước miễn phí đó ra tặng ngoài lộ để tiếp đãi cho nhiệt tình luôn đó quý vị. Đây là cái hiếm hoi là người dân ở đồng bằng sông Cửu Long mới có quý vị, cho mà rất là nhiệt tình, còn hơn là buôn bán nữa. Đi sớm giờ mà không vậy hả? Chai đi suối uống đỡ mát. Này cho mấy bữa rồi em trai? Cho em đây cho 2 bữa anh. Vậy hả? Cho đông không? Cái này đông không? Đông. Vậy đó hết lễ thôi ha. Mơ là hết lễ anh trai. Mà cho mà nhiệt tình dữ ha, đi mời từ người vậy đó hả? Dạ. Dạ bánh bao nó xuống miễn phí luôn. Ở trong đó bánh bao hả? Dạ bánh bao. Trời ơi quá dữ vậy ơi. Được rồi. Ở bên trong thì hiện giờ đang làm bánh bao để tiếp đãi cho bà con. Dạ. Rồi bánh bao đó vậy. Bên đây thì cho nước. Có rất nhiều chai nước để chuẩn bị. À. À, nước đó. Nước à, mình nhà ở đây luôn hả đâu chú? Nhà ở Vĩnh Hội Đông. Vĩnh Hội Đông hả? Dạ ở Vĩnh Hội Phú. Ôi nước nhiều quá ha. Dạ. Hồi sáng đi gặp có vị này ở ngoài Hà Nội á. Ta vô đây ta thấy cuộc lễ vậy đó, mấy năm trước á ta ra ngoài ta nói không ai tin chừng á, ta nói trong miền Nam là đãi miễn phí cho không à. Cái gì cũng miễn phí chừng, ta nói ai mà làm ăn gì có chính phủ mới làm được, ai ngờ đồng đạo mình làm không. Chuyện đó là có thật hiện giờ á, bởi vì nước ngoài ta thích coi lắm luôn. Dạ. Dạ. Chú làm cũng công chuyện quá lớn lao. Dạ chúc chú nhiều sức khỏe ha để dạ. Phục vụ trong ngày lễ. Dạ chào. Dạ, quý quá vậy. Lâu. À, đó là trên đường từ chùa xuống chai ruộng thì có những gian hàng miễn phí mà Ngọc Thâm vừa quay cho quý vị mình xem đó quý vị. Quý vị thì giờ này thì Ngọc Thâm cập nhật lại cái buổi chiều đi là buổi lễ buổi chiều thì rất là thưa thớt quý vị. Giờ thì trong trước cửa sân Bình Tây Dũng vẫn còn đồng đạo tới lui thì những dân hàng miễn phí cơm từ thiện bún nước cũng rất là nhiều, cũng đang chờ du khách tới. Đây tâm chuẩn bị vô bên trong một Bình Tây sau đó đi qua một ban chủ cho quý vị mình xem. Ở trong mộ hiện giờ thì cũng rất là vắng vẻ. Giờ này thì người ta rút về cũng gần hết quý vị. Vẫn còn thưa thớt nhưng mà Ngọc Tâm vẫn cập nhật lại những cái dư âm trong cái buổi lễ. Ở phía bên trong này vẫn có khu để bún nha quý vị. Đó là cái quang cảnh mộ của ông Đình Tây. Ở phía bên trong thì có thắp mua đồ. Quý vị đây là những cái bảo bối mà lúc trước thì Ngọc Tâm đã quay rồi quý vị, thì giờ này Ngọc Tâm chỉ liếc sơ ra cho quý vị mình xem thôi. Thì hiện giờ thì bên đây cũng đãi bún tầm miễn phí cho quý vị tham quan đến dùng. Giờ này thì Ngọc Tâm sẽ đi qua mộ tăng chủ cho quý vị mình xem. Mà đây là cái đường qua mộ của tăng chủ thôi quý vị. Ngon quá. Qua bên kia. Đường qua mộ thì rất là vắng vẻ, thì đây là đường tắt, ít ai biết cái gì. Rồi con sẽ đi xuyên qua cho quý vị xem. Đây là cái đường tắt rẽ qua mộ của ông tăng chủ ha quý vị. Thì quý vị mình biết là ông tăng chủ này có cái biệt tài rất là hay, là thu phục những loài thú. Ông là một trong 12 vị đại tử của Đức Phật Thầy Tây An. Thì ông khi mà ông vào rừng rồi đó, các loài thú đều khiếp sợ quý vị. Thì không biết sao mà loài thú nghe biết ông vô rừng thì loài thú chạy đi trốn hết. Những cái con thú như cọp beo đồ nếu mà không trốn thì phải đi theo để như bảo vệ ông, như là một cái con chó bảo vệ chủ gì đó vậy.
rất là màu nhiệm. Thưa quý vị, đây là trước mắt Ngọc Tâm là toàn bộ của ông Tăng Chủ. Ông Tăng Chủ thì một trong 12 vị đại đệ tử thì có rất nhiều sự màu nhiệm quý vị. Thì ông Tăng Chủ có trị cho một cái con cọp bạch. Trong khi đó thì con cọp bạch đang mất xương. Đức Phật Thầy về thì thấy ông nằm trên bàn thiên mà ú rũ quá quý vị. Thì cho nên Đức Phật Thầy kêu ông Tăng Chủ lại xem bệnh tình của chú cọp coi sao. Thì ông Tăng Chủ lại thì hỏi con cọp bộ bắt xương hay gì, ăn con gì mà bắt xương đây. Thì cọp gật đầu và ông Tăng Chủ đánh cái đấm vào cái cổ và xương văng ra. Cho nên ông hết bệnh và những loài cọp này khi vào rừng thì để đền ơn ông Tăng Chủ. Rồi cho nên cổng những con heo rừng quý vị thấy bức tranh thôi vậy. Đây là bức tranh con hổ cổng con heo rừng về để tạ ơn cho ông Tăng Chủ khi cứu ông thoát khỏi cái xương dính bằng cổ. Đây là phần mộ của ông Tăng Chủ, là một trong 12 vị đại đệ tử của Đức Phật Thầy Thế An. Giờ này Ngọc Tâm sẽ quay phía bên ngoài quý vị. Thì nơi đây thì cũng có rất nhiều người sẽ về đây để ngủ trong cái ngày lễ. Giờ này buổi chiều thì Ngọc Tâm chưa về cho nên cũng nán ở lại để quay cái quang cảnh để lưu lại những cái dư âm trong ngày đại lễ cho quý vị mình xem trong cái buổi chiều ngày 12 tháng 8 hay gì. Trước mặt Ngọc Tâm lại là cái hầm nuôi ông Năm Chèo do ông Đình Tây nuôi, và sau đó ông Năm Chèo thoát đi. Và Đức Phật Thầy cũng để lại những bảo bối mà Ngọc Tâm vừa mới đi ngang qua cho cái gì mình xem đó vậy. Thưa quý vị, thì giấc này thì quang cảnh buổi chiều của ngày vía Đức Phật Thầy Thế An thì mọi người tuy đã về nhưng mà lượng khách thì cũng còn khá là đông để lưu lại những cái di tích mà Đức Phật Thầy ngày xưa đã vào đây để mà khai quang mở ruộng cho bà con có cuộc sống ấm no tới ngày hôm nay, và đặc biệt là ngày đem có mối đạo để mà truyền ban cho chúng sanh hưởng được cái hồng ăn đó. Mà đến ngày hôm nay thì tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cũng như Bồ Sơn Kỳ Hương đang thực hiện cái đường lối chân truyền của Ngài để gieo những cái hạt giống từ bi. Quý vị mình thấy đi từ đầu tới cuối cuộc lễ có rất nhiều nhân hàng miễn phí. Đó là cái tinh thần mà Đức Phật Thầy chỉ dạy cho môn nhân đệ tử cũng như Đức Thầy, làm hết các chuyện từ thiện, tránh tất cả những điều độc ác, với rửa tấm lòng cho trong sạch, tính tấm lòng từ bi bác ái cũng như tấm lòng từ thiện, lòng thương yêu lẫn nhau như một cha. Thì đến ngày lễ thì đồng đạo sẽ về đây rất là nhiều để tổ chức, để phục vụ cho bà con dùng trong những ngày lễ được ấm lòng và chứng kiến cái được cái sự đoàn kết rất là cao cả của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cũng như đồng đạo Bổ Sơn Kỳ Hương. Rồi phía đối diện đó là núi Ông Két đó quý vị. Nơi đây thì có ngọn núi này cũng rất là linh thiêng, màu nhiệm. Do thời gian có hạn cho nên Ngọc Tâm cũng xin kết thúc video tại đây. Nam mô A Di Đà Phật.